Vâng, xin chào anh Việt Quê và xin chào Đội Cầu Hà Nội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, lúc này thì chúng ta đang cảm nhận một bầu không khí hết sức tuyệt vời mà các cổ động viên Real Madrid tại thành phố Hồ Chí Minh tạo ra. Rõ ràng là từ lúc 9 giờ thì các cổ động viên Real Madrid tại thành phố Hồ Chí Minh đã tụ tập ở đây rất đông để cổ vũ cho đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti hướng tới chức vô địch lần thứ 10 trong lịch sử Champions League của mình. Vâng, lúc này thì chúng ta đang được cảm nhận bầu không khí mà các cổ động viên Real Madrid tạo ra. Và đứng bên cạnh tôi đây là chủ tịch của câu lạc bộ Real Madrid tại thành phố Hồ Chí Minh, anh Dương Nhật Nguyên. Không biết là cảm nhận của bạn như thế nào trước cái cuộc đối đầu có thể nói là sinh tử giữa Real Madrid và Atletico Madrid, trận derby lần thứ 265 của thành Madrid. Xin chào tất cả các bạn Madrid tại Việt Nam. Tôi cũng như các bạn lúc này cảm thấy rất là phấn khích trước cái giấc mơ Decima đang ở rất gần. Và đây là cơ hội mà ngàn năm có một, và chúng ta có thể, đây là cơ hội không thể tốt hơn để Real Madrid hoàn thành giấc mơ Decima của mình. Tôi tin Real Madrid sẽ giành chiến thắng trước Atletico Madrid. Mặc dù Atletico mùa bóng năm nay chơi rất thăng hoa ở đấu trường La Liga và cả đấu trường Champions League, nhưng mà thành Madrid màu trắng, Hala Madrid. Vâng, ngày hôm nay thì có hơn 600 các cổ động viên của Real Madrid tại thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung ở đây. Bạn cảm nhận như thế nào về bầu không khí tuyệt vời mà các cổ động viên Real Madrid đã tạo ra? Thực sự đây là một bầu không khí tuyệt vời mà tôi chưa bao giờ từng chứng kiến tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có những cổ động viên cuồng nhiệt nhất. Các bạn ơi! Vâng, không chỉ có các bạn nam yêu mến Real Madrid mà còn các bạn nữ cũng luôn luôn mang tới những tình cảm cho đội bóng màu trắng của thành Madrid. Ngồi bên cạnh tôi đây là bạn Tú Ngọc, một cổ động viên của Real Madrid đã yêu đội bóng này từ năm lên lớp 10. Không hiểu vì sao mà bạn lại dành tình cảm cho đội bóng thành Madrid ạ? Xin chào các bạn. Hỏi đến lý do tại sao mà Ngọc lại dành tình cảm cho Real Madrid thì cũng một lần tình cờ Ngọc, bố Ngọc và anh Ngọc thì xem World Cup năm 2010, lúc Ngọc học lớp 10. Và Ngọc bị hấp dẫn bởi cái vẻ bề ngoài, bởi những anh chàng như là Kaká, Ronaldo hay là Higuain. Và từ đó Ngọc tìm hiểu về các cầu thủ này. Và lúc đầu thì chỉ bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài thôi. Nhưng sau đó thì bị cuốn hút bởi lịch sử của Real Madrid, bởi vẻ hào nhoáng cũng như là cái chất hoàng gia của Real Madrid, và dần dần đã cảm câu lạc bộ này thực sự yêu Real Madrid, và tình yêu này sẽ là mãi mãi. Các bạn đồng ý không hả? Vâng, đó là một tình cảm hết sức tuyệt vời dành cho Real. Thế còn bạn cảm nhận nào về Real ở mùa giải năm nay? Bạn có tin vào một điều kỳ diệu dành cho Real Madrid trong việc hướng tới mục tiêu giành chức vô địch Champions League thứ 10 hay không? Thực sự thì bây giờ là rất háo hức và tràn đầy hy vọng, là tin tưởng rằng Real sẽ đạt được chiếc cúp thứ 10 chắc chắn. Mình tin chắc như vậy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, các cổ động viên Real Madrid tại thành phố Hồ Chí Minh đang dành một sự hậu thuẫn rất lớn cho đoàn quân của Carlo Ancelotti, và không khí này cũng giống như không khí tại Dallas lúc này mà các cổ động viên Real Madrid đang tạo ra để cùng với đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti hướng tới chức vô địch Decima, chức vô địch thứ 10 tại Champions League. Và bây giờ thì xin trả lại đầu cầu cho anh Việt Khuê ạ. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với đầu cầu Real Madrid tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục được cảm nhận bầu không khí tuyệt vời mà các cổ động viên tại thành phố Hồ Chí Minh tạo ra để cổ vũ cho đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti trong trận đấu hướng tới chức vô địch Champions League lần thứ 10 của họ. Các bạn ơi, hãy thể hiện tình yêu của mình đi ạ. Vâng, ở trong trận đấu quan trọng này thì Real Madrid đã có sự trở lại quan trọng của Ronaldo. Không biết là bạn Huy cảm nhận như thế nào về cái sự trở lại này của Ronaldo? Mình rất tự tin là Ronaldo sẽ tỏa sáng trong trận đấu ngày hôm nay. Ronaldo là một cầu thủ khá nhanh nhẹn và có tốc độ. Vì vậy mình tin là tốc độ anh ấy sẽ giúp Real Madrid chiến thắng. Bạn dự đoán như thế nào về kết quả của trận đấu này? Theo mình dự đoán kết quả của trận đấu này là 3-0 nhưng về Real Madrid. Vâng, thế còn bạn
bạn thì sao? Vẫn 3-1, tỷ số sẽ là 3-1, nghiêng về Real Madrid. Vâng, các cổ động viên Real Madrid tại Hà Nội dự đoán rằng tỷ số sẽ là 3-1, còn các cổ động viên tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 3-0 dành cho Real Madrid. Và tất cả các cổ động viên Real Madrid tại Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng rằng sẽ có một chiến thắng dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Thank you.